Ngày 13 tháng 5, hãy để mình trở nên vô dụng. Cầu nguyện không phải là để bận rộn với Chúa thay vì bận rộn với người khác. Trên thực tế, cầu nguyện vạch trần ảo giác về sự bận rộn, hữu ích và tất yếu. Cầu nguyện là một cách thế trở nên trống rỗng và vô dụng trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Và do đó, cầu nguyện là một cách tuyên bố niềm tin căn bản của chúng ta rằng tất cả là ân sủng và không có gì chỉ đơn giản là kết quả của nỗ lực. Thật vậy, lãng phí thời giờ cho Chúa là một hoạt động của thừa tác vụ. Bởi vì điều đó nhắc nhở ta và những người quanh ta rằng Thiên Chúa tự do chạm tới bất cứ ai, bất kể những nỗ lực tốt lành của chúng ta. Cầu nguyện là một cách tỏ bày sự vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, cầu nguyện sẽ mang lại một nụ cười trong mọi sự ta làm và tạo ra sự hài hước giữa bao công việc và mối bận tâm của chúng ta. Khi nghĩ về đời sống cầu nguyện của mình, tôi nhận ra rằng tôi dễ biến thành cuộc hội thảo nhỏ với Chúa biết bao. Trong đó, tôi muốn hữu dụng nên đọc những lời cầu nguyện thật đẹp, suy tưởng những điều thật sâu sắc và nói những lời thật ấn tượng. Rõ ràng là tôi vẫn còn lo lắng về thành tích. Để vô dụng trước mặt Chúa quả là một kỷ luật khó khăn. Thật khó để Chúa nói trong sự thinh lặng của trái tim tôi. Nhưng bất cứ khi nào tôi trở nên vô dụng, dù chỉ một chút thôi, thì tôi cũng biết rằng Thiên Chúa đang kêu gọi tôi vào trong sự sống mới, vượt ra ngoài ranh giới của sự hữu dụng của tôi. Thank you.